Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin nóng trong tù Trịnh Văn Quyết làm chao đảo thị trường chứng khoán, chính quyền phát hỏa. Ai cũng biết ông Trịnh Văn Quyết bị bắt về tội thao túng thị trường chứng khoán. Nói đơn giản là ông Trịnh Văn Quyết có thể cho cổ phiếu của họ FEC tăng hoặc giảm theo ý muốn để trục lợi. Việc bắt ông Quyết cũng nhằm mục đích ổn định thị trường chứng khoán và quan trọng hơn là ngăn chặn một cá nhân có thể khuynh đảo thị trường chứng khoán, gây rối loạn nền kinh tế tại Việt Nam. Ngay sau khi bắt ông Quyết thì giá cổ phiếu của họ FEC cũng giảm kịch sàn là điều dễ hiểu. Bởi đơn giản, người đứng đầu tập đoàn bị bắt thì chắc chắn tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng rất tiêu cực. Tuy nhiên, vào sáng ngày 4 tháng 4, cổ phiếu FEC đã tăng kịch trần mà chỉ có dư mua, hoàn toàn trắng bên bán. Khối lượng dư mua cũng rất lớn. Đây là một dấu hiệu rất bất thường, làm cho nhà đầu tư và cả chính quyền cũng hoang mang. Được biết, trong phiên cuối tuần trước ngày 1 tháng 4, các cổ phiếu của họ FEC đều đã bị bắt đáy, thoát cảnh dư bán sàn, trong đó FEC giao dịch tới 100 triệu đơn vị. Sang phiên 4 tháng 4, cổ phiếu của họ FEC đồng loạt tăng trần. Theo đánh giá của chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì việc cổ phiếu của họ FEC đồng loạt tăng trần sau phiên giao dịch bị tập đoàn này đánh giá là bất thường. Nó hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Các cổ phiếu của họ FEC giữ được giá trần đến cuối phiên và gần như không có thêm giao dịch so với phiên sáng. Với mức giá này, những người bắt đáy FEC phiên 1 tháng 4 có lãi hơn 13% chỉ sau có 2 phiên. Đây là hình ảnh dấu hiệu bất thường của cổ phiếu họ FEC khi ông Trịnh Văn Quyết sổ khám. Diễn biến cụ thể như sau, mới mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 4 tháng 4, cổ phiếu họ FEC đồng loạt tăng trần đến thời điểm 9 giờ 30 phút đã không còn dư bán. Một tốc độ bán nhanh chưa từng có. Về phía thị trường, Việt Nam Index sáng ngày nay cũng đã tăng 10 điểm lên 1.526 điểm. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4, mã FEC giao dịch đột biến với khối lượng khớp đạt hơn 100 triệu đơn vị, cao gấp 100 lần các phiên trước. Theo thông tin từ tập đoàn FEC, vào tối ngày 31 tháng 3 năm 2022, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin mua gom cổ phiếu FEC, thậm chí còn có thông tin Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới của tập đoàn FEC là ông Đặng Tất Thắng đăng ký mua cổ phiếu của FEC. Tuy nhiên, tập đoàn FEC khẳng định thông tin ông Đặng Tất Thắng đăng ký mua cổ phiếu FEC là thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của cổ đông FEC nói riêng và các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu FEC nói chung. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu vị chủ tịch mới của tập đoàn không nhúng tay vào hiện tượng này thì ai đang điều khiển? Từ trước đến nay chưa có một cá nhân nào khuynh đảo thị trường chứng khoán làm rung động nhà đầu tư như trường hợp của ông Trịnh Văn Quyết. Nhiều sự nghi ngờ nhắm vào ông tân chủ tịch tập đoàn Đặng Tất Thắng, nhưng nếu xét kỹ thì khả năng cao là không phải ông này bởi hai lý do. Lý do thứ nhất, trước đây ông Đặng Tất Thắng chưa làm quả nào tương tự như thế, và nguyên nhân thứ nhì, ông không thể đi theo vết xe đổ của ông Trịnh Văn Quyết. Ông Quyết đang ngồi tù và ông Thắng chắc chắn cũng không muốn như thế. Đây là hình ảnh người thay thế ông Trịnh Văn Quyết tại FEC, Đặng Tất Thắng. Bên phía FEC cho rằng, trong trường hợp có tổ chức cá nhân nào phát tán thông tin nói trên thì có thể được xem đó là hành vi có mục đích thâu tóm doanh nghiệp, làm mất an ninh, an toàn của thị trường, gây tâm lý hoang mang, mất niềm tin đối với thị trường chứng khoán của nhiều nhà đầu tư. Việc phát sinh nhiều dấu hiệu bất thường trước, trong và sau phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 với cổ phiếu FEC có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tập đoàn FEC nói riêng và sự ổn định của thị trường chứng khoán nói chung. Việc tiếp tục có những dấu hiệu bất thường nói trên sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức và hoạt động của tập đoàn FEC, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ gây thiệt hại cho cổ đông của công ty. Vì vậy mà tập đoàn FEC cũng đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét làm rõ những dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 đối với cổ phiếu FEC và nhanh chóng có các biện pháp nhằm ổn định thị trường chứng khoán, hạn chế tối đa các thiệt hại cho cổ đông, nhà đầu tư. Và phản ứng của phía chính quyền thì như thế nào? Phía FEC đang đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức áp dụng biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn thị trường chứng khoán,
theo quy định tại Điều 7 của Luật Chứng khoán năm 2021, bao gồm những thông tin giới hạn các biện pháp như tạm ngừng, đình chỉ giao dịch với mã chứng khoán FSC, kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường trong phiên giao dịch ngày 1 tháng 4 của cổ phiếu FSC và xem xét hủy bỏ toàn bộ giao dịch đã thực hiện trong ngày 1 tháng 4 nếu phát hiện các vi phạm quy định của pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán. Đây là hình ảnh liệu ông Trịnh Văn Quyết có quyền lực ngầm hay không. Ông Trịnh Văn Quyết đã không còn là chủ tịch của FSC, tuy nhiên quyền lực của ông Quyết cho đến nay vẫn còn là ẩn số rất to. Lần đầu tiên vào năm 2017, ông bán chui 57 triệu cổ phiếu thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng. Tất nhiên, ông Quyết được tiếp tay bởi những quan chức lớn và có sự bao che của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì mới có thể làm được như vậy. Cho đến nay, có những quan chức bị kỷ luật vì dính dáng đến việc bán chui cổ phiếu vào hồi tháng Giêng vừa rồi là những quan chức nhỏ. Còn những quan chức lớn hơn, những người mà giúp ông Trịnh Văn Quyết mua đất nhân dân với giá rất rẻ thì vẫn còn nguyên vị trí. Những người này có thể chưa bị lộ hoặc không bao giờ bị lộ. Chính những quyền lực đó có thể giúp ông Trịnh Văn Quyết vươn tay ra khỏi khung sắt và khuynh đảo thị trường chứng khoán. Việc tiếp tục đẩy chứng khoán của FSC lên kịch trần cũng là một dấu hiệu thao túng. Tuy nhiên, ai thao túng thì vẫn chưa rõ, nhưng người có khả năng gần nhất đến giờ này vẫn là ông Trịnh Văn Quyết. Nếu thật thì có thể nói quyền lực của ông Trịnh Văn Quyết rất đáng lo ngại. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin lộ một đòn thù hiểm bổ vào Nguyễn Phương Hằng, ai chủ mưu? Bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện các livestream phát hành trực tiếp đấu tố nhiều nghệ sĩ suốt gần một năm không sao. Tuy nhiên, khi bà Hằng phạm húy thì lập tức bị công an bắt giam. Trong một clip, bà Nguyễn Phương Hằng đã tố ông Phan Văn Mãi, cựu bí thư tỉnh Bến Tre, nay là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là nguyên nhân chính gây ra vụ bắt bớ bà Nguyễn Phương Hằng sau đó. Được biết, vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng, CEO của công ty cổ phần Đại Nam bị bắt, bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do, dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự, vào ngày 24 tháng 3, thì lời phát biểu của bà chỉ đích danh ông Mãi chỉ trước đó có 2 ngày. Ngày 22 tháng 3, bà Hằng có phát hình trực tiếp và bà có đề cập với mối quan hệ giữa vợ chồng bà với chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi. Bà cho biết vào hồi năm 2020, công ty Đại Nam từng đem nhà máy nước lọc xuống tỉnh Bến Tre để lọc nước mặn, hỗ trợ người dân. Khi thời điểm đó, ông Mãi còn giữ chức bí thư tỉnh ủy. Theo bà Hằng, phía Trung ương đã có công văn gửi thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh trả lời cho bà về những đơn tố cáo, nhưng hai tháng qua, ông Mãi vẫn im lặng. Chính ông đã bạc tình bạc nghĩa với vợ chồng tôi, bà Hằng nói. Bà Hằng cũng cho biết là bà nói điều này ra để Trung ương không lầm với con người ông Phan Văn Mãi, tránh đưa ông này lên chức vụ cao hơn. Bà Nguyễn Phương Hằng nổi như cồn vì trong khoảng thời gian một năm ròng, bà thường xuyên phát hình livestream nói về vấn đề quyên góp từ thiện, tố cáo một số nghệ sĩ, ca sĩ, MC ăn chặn tiền từ thiện. Những livestream này không đáng ngại, chỉ có livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi thì sau đó bà lập tức bị bắt. Đây là hình ảnh video clip tố cáo ông Phan Văn Mãi của bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà, được biết đến là người dành nhiều thời gian đi làm từ thiện, xây dựng quỹ từ thiện Hằng Hữu, cứu sống hàng nghìn trái tim, xây nhà máy oxy giúp cho người dân qua đợt Covid-19 vừa qua. Phan Văn Mãi và vợ chồng Dũng Lò Vôi có lúc còn rất mặn nồng. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên bàn giao hai công trình cung cấp nước ngọt miễn phí cho người dân tại hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang. Sau thời gian thi công, đúng một tuần sau khi khảo sát độ mặn tại Bến Tre vào ngày 28 tháng 3, ông Huỳnh Uy Dũng, tức là ông Dũng Lò Vôi, cùng ông Võ Hoàng Yên và Phan Văn Mãi, lúc đó là bí thư tỉnh Bến Tre, đã chính thức nhấn nút vận hành hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt để cung cấp miễn phí cho bà con xã Châu Bình và các xã lân cận thuộc huyện Rồng Tôm. Với công suất lọc ra 500 mét khối nước ngọt mỗi ngày,
Ước tính hệ thống lọc này có thể đảm bảo nước sinh hoạt cho khoảng 5.000 hộ dân tại địa phương. Nếu mỗi hộ dân dùng hết 100 lít nước mỗi ngày để ăn uống. Uống cạn ly nước lấy từ hệ thống lọc nước mặn thành nước ngọt sau khi nhấn nút vận hành. Lúc đó, ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cảm kích nói rằng nước rất ngọt, rất chất lượng, không khác gì nước suối đóng chai của thương hiệu lớn. Thực sự, đây là món quà rất quý giá từ sự hỗ trợ của vợ chồng anh Huỳnh Y Dũng, chị Nguyễn Phương Hằng và sự kết nối của lương y Võ Hoàng Yên giúp cho Bến Tre, đặc biệt thời điểm này thì quá quý, không gì bằng. Được biết, trước đó, vợ chồng ông Dũng Lò Vôi cùng ông Võ Hoàng Yên cũng đã đến bàn giao hệ thống 4 km đường ống dẫn nước ngọt cho người dân hai xã Yên Luông và Bình Phú, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, CEO Nguyễn Phương Hằng, phu nhân của ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Quỹ Từ Thiện Hằng Hữu cũng quyết định tặng thêm 4 km đường ống dẫn nước nữa để đưa nước từ nhà máy đến xã Long Vĩnh để giúp 1.000 hộ dân ở đây có nước sạch để sinh hoạt và ăn uống. Đây là hình ảnh Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng, Phan Văn Mãi, Võ Hoàng Yên tính từ phải sang tại nhà máy lọc nước tỉnh Bến Tre. Đấy là mối quan hệ giữa vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, Nguyễn Phương Hằng với ông Phan Văn Mãi qua trung gian là ông Lang Võ Hoàng Yên. Như vậy thì mối quan hệ giữa ông Lang và ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay phải rất gần gũi mới có sự mai mối đến như thế này. Đây là một mối quan hệ rất mờ ám. Một quan chức đầu tỉnh là người rất thân với một ông trùm lừa đảo. Câu hỏi đặt ra là tại sao bà Hằng không tố cáo quan chức Tiền Giang mà lại tố cáo quan chức tỉnh Bến Tre, mà cụ thể là ông Phan Văn Mãi? Đó là vấn đề mà người ta đang nghi vấn. Và rõ ràng việc công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho thấy có bàn tay của ông Phan Văn Mãi, vì đúng ra nó phải được công an Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý án mới đúng. Thực tế, bà Nguyễn Phương Hằng tuy dùng những ngôn từ không lịch sự gì để tố cáo những người có quan hệ với ông Võ Hoàng Yên, tuy nhiên những hành vi mà bà Hằng đã từng tố cáo ấy có nhiều điểm không phải là không đúng. Rất nhiều hành động của các giới nghệ sĩ bị bà Hằng tố cáo là sự thật. Cái sai của bà Hằng có chăng cũng chỉ là không thể kiêng nể một quan chức lớn đứng đầu một tỉnh như ông Phan Văn Mãi mà thôi. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi khi còn là bí thư tỉnh Bến Tre. Ông Phan Văn Mãi năm nay 49 tuổi, quê huyện Rồng Tôm, Bến Tre, có trình độ lý luận chính trị cấp cao, cử nhân tiếng Anh, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế. Ông Mãi là cán bộ, lãnh đạo, trưởng thành từ phong trào đoàn cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương. Ông Mãi từng giữ chức bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, bí thư trung ương đoàn, rồi bí thư thường trực trung ương đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vào năm 2014, trung ương luân chuyển ông Mãi trở về Bến Tre để đào tạo, thử thách trên cương vị phó bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Tại đây, ông giữ chức vụ phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, rồi bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Hiện là chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tràn đầy khả năng sẽ vào Bộ Chính trị.